ảnh 50 phút đầu tiên ở Việt Nam. Mà trên mặt cái tòa lâu đài khổng lồ phía sau lưng tôi như thế này, đấy chính là cái giá trị cốt lõi của cái sản phẩm. Nó sẽ không hiện hữu ở bất kỳ đâu ngoài hệ thống Vinplant. Đó chính là cái sáng tạo, nó rất là độc đáo và nó cần mang một cái dấu ấn. Và cái dấu ấn đấy nó gói trọn ở trong cái vũ trụ nhân vật mà mở đầu là Tata, Monta, là chú vẹt vui tính, là chàng hoàng tử đại dương, là một hình ảnh người phụ nữ rất là hiện đại, một hơi xinh đẹp năng động bên dưới hình ảnh của nhân vật, nó có gì đấy nó rất là thần thoại. Khi làm nhạc là Linh chưa có thấy được những cái hình ảnh hoặc là những cái gì người ta sẽ dựng cái vở kịch này theo nhạc của Linh, cho nên là Linh là người đầu tiên phải làm nhạc và phải tự tưởng tượng ra sẽ như thế nào, và sau đó họ mới dựng nhảy, sau đó họ mới vẽ những cái bối cảnh để mà chiếu trên cái lâu đài, cho nên là rất là áp lực luôn. To really trying to have each one be able to perform and bring out what we want, to bring the show alive, to be able to tell a story that people will be able to understand, that's entertaining but free flow, not so serious, it's not so much to think about. Tất cả các cộng sự của tôi đều nói với tôi rằng là nếu với một cái show này mà muốn nó có thể diễn ra giống như cái cách mà chúng ta đã nhìn thấy tối nay thì nó cần phải mất được 6 tháng đến 1 năm. Và tôi là người duy nhất rằng là tin rằng là với những cái con người mà tôi có trong tay, với những cái trải nghiệm mà tôi đã từng có ở tất cả các cái hạ tầng giải trí trên thế giới, thì tôi tin rằng là chúng ta có thể làm điều đấy trong vòng 3 tháng. Мы гордимся, что мы в главной роли, мы понимаем, какая-то ответственность. Роль актера, и это немножечко тяжело, потому что я должна быть злой, хотя в душе я очень добрый человек. Это очень интересно, ты погружаешься в эту атмосферу, чувствуешь себя в сказке и стараешься сделать свою жизнь тоже сказкой. Верьте в сказки, и все будет хорошо. И как еще, у нас задача непростая, нам не просто нужно станцевать, нам нужно показать сказку. Очень много, очень много детей смотрят, дом, друг друга любить, да, ценить. Чтобы, в общем, доносим то, что все равно любовь и добро побеждает зло. Nó dành cho mọi người, mọi lứa tuổi. Và cái thách thức lớn nhất của nó là nó không có tính ngôn ngữ. Như các bạn thấy từ đầu, với nhạc, hành động, hiệu ứng, nó rất là hấp dẫn. Chúng ta đến đây, chúng ta sẽ được xem cái thứ mà trước đây chúng ta phải mua vé đi rất là xa đến các nước trên thế giới để thưởng thức nó. Thì giờ đây, nó hiện hữu ngay ở đây, một mảnh rất là tươi đẹp, rất là tuyệt vời ở miền Trung Việt Nam, đó chính là Nha Trang. Are you ready?